Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn Shop. Mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mình mới về được con âm ly có model là Technics V8. Đây là dòng âm ly bậc tầm trung của hãng Technics, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng. Máy mình hàng đấu giá về mặt mày năm nút chữ nghĩa cũng còn rất sáng, rất mới, không có bị trầy xước gì nghe các bạn. Dòng Technics V8 là dòng đặc trị của những dòng loa Nga có bát từ 30 thậm chí 40 cm. Các bạn cũng có thể ghép được những dòng loa Nhật Mỹ, những dòng loa cần công suất, những dòng loa nào khó đánh thì dòng Technics V8 này đánh rất tốt. Chất âm của dòng Technics V8, tiếng bass mạnh mẽ uy lực, mid chép sáng chi tiết ngọt ngào, phù hợp với những dòng nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Được sản xuất vào năm 1979, sản xuất tại Nhật, điện 100V. Dòng Technics V8 này được các anh em chơi đánh giá rất cao chất âm. Nó có đầy đủ các tinh chỉnh bass chép và thêm nút super bass. Các bạn có thể super bass turnover đó các bạn. Nó tăng từng số bass rất là mạnh mẽ. Với kích thước chiều ngang là 43 cm, cao 15,3 cm và hậu sau là 35,1 cm. Và máy này nặng là 15,7 kg. Dòng này có công suất tiêu thụ là 260W, đánh được hai cặp loa main remote, tức là các bạn có thể đánh được từng cặp loa riêng biệt hoặc hai cặp loa cùng lúc, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 110W một loa. Nếu loa các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 180W một loa, cũng rất là lớn. Nên đây là đặc trị của những dòng loa cứng đầu, những dòng loa cần công suất nghe các bạn. Và đặc biệt các bạn ghép những dòng loa khó khai thác tiếng bass á, thì dòng Technics V8 này đánh rất tốt. Đầy đủ các tinh chỉnh bass, trap, super bass, tăng thêm bass, filter dài lọc, loudness, ba lăng, đầy đủ tinh chỉnh. Máy mình về tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha các bạn. Hàng đấu giá về, nắp của nó là nắp sơn zin luôn. Không có bị trầy xước cứng móp gì nghe các bạn, nhưng mà trải qua thời gian là các bạn sẽ thấy nó hơi hơi ngã màu. Mình vẫn để nguyên zin như vậy ha. Bạn nào cần thì CBA 50.000 sẽ mới nghe các bạn, mình vẫn để nguyên zin. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy nè, tất cả ngõ rồi xa là còn rất sáng. Phono, tuner, aux, test 1, test 2, red light. Điểm tiếp mát còn mới, đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Cọc loa zin các bạn chỉ vặn đút dây vào và bạn vặn siết theo chiều cao đồng hồ sẽ siết dây nghe các bạn. Thông tin là Technics V8 IC 100V 260W. Số series là 121 đuôi nghe các bạn. 121 đuôi. Ở đây có một IC OLED với total là 200W, nhận đầu CD dạy mạ lọc xì, sử dụng điện 100V. Các bạn đưa đây cho đỡ lòng thòng dây, dây nguồn zin và dây nguồn dính rất mềm ha. Rồi tổng thể mặt sau con này là các bạn không có điểm chê, còn tất cả còn nguyên zin cũng rất đẹp nghe bạn. Rồi sẵn mình mở nội thất cho các bạn xem, các bạn chơi mình trong dây láng. Nhìn vào tổng thể nội thất con này là các bạn sau đầu tiên các bạn sẽ thấy nó cũng còn tương đối rất đẹp nè các bạn. Bao gồm một tăng phô, các bạn sẽ thấy tăng phô rất là to luôn. Hai tăng phô đôi ha, là dành cho bo mạch, cung cấp bo mạch công suất với trái với phải riêng biệt. Và tổng cộng sẽ có 4 tụ lọc nguồn. Tụ cũng rất là to luôn nha các bạn. Trị số tụ 71V và 10.000 microfarad. 4 tụ đều giống nhau nghe các bạn. Ngóc ngách cũng sực còn rất đẹp, chỉ còn bụi thôi, mình chưa kịp vệ sinh nghe các bạn. Đây sẽ có hai con Synchrobat Circuit. Dòng này chạy có mặt chạy lát A, phía trước các bạn sẽ thấy một cái tem này, lưu lát A Synchrobat này. Dòng này thì chạy tương ứng bo mạch công suất với phải sẽ có 4 sò này các bạn. Bên này là hai đen, bên này hai xanh, và bo mạch công suất với trái bên này hai đen hai xanh. Sò rất là to ha, tổng cộng máy chạy 8 con sò, 4 xanh 4 đen nghe các bạn. Dòng này thì sử dụng là tò sò Toshiba 2 vít lớn nghe các bạn. Bo mạch tín hiệu phần rè nè các bạn, sườn sắc ngóc ngách cũng còn sắc xi 7 màu các bạn ha. Bên trái nè sắc xi 7 màu này. Bo mạch công suất đầu ra cũng còn rất đẹp.
Máy này mình sẽ vệ sinh là thổi bụi long lanh nghe bạn, sườn sắt bên phải còn vài sắt xi 7 màu. Rồi sẵn mình cho các bạn xem mặt đáy luôn, các bạn chờ mình. Đó, các bạn nhìn mặt đáy của nó còn rất vàng nha bạn. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản nha bạn. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Các bạn nghe những dòng nhạc du dương, nó thì rất tốt nha các bạn. Dòng Technics V8 rất được các anh em chơi đánh giá rất cao. Tiếng bass nó rất mạnh mẽ uy lực nha các bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn. Volume có một cái khứa phía trong những chỉ số nên các bạn cũng rất dễ theo dõi. Đây xin super bass để bình thường. Tăng super bass này và giảm này. Bass turnover có 2 mức này. Các bạn tăng lên, giảm ha. Bass này mà. Các bạn nhớ là try operation là các bạn gạt xuống để chỉnh bass chém ha. Giảm. Tăng lại. Super bass này mà. Tôi nghe đã chìm sâu. Giảm. Trên bạn chọn kiếm yêu anh linh cô già xưa dần già. Filter lọc dành cho subsonic chim mâm thang và giải cao ha. Hai đường này sử dụng ba lăng nè, phải trái lau nét nè bạn. Ấn vào nghe mono, gạt lên nghe stereo, mút tin. Rồi. Tiếng bass mạnh mẽ uy lực, mid chép sáng chi tiết ngọt ngào, phù hợp nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng. Đặc trị của những dòng loa ngang ngố, những dòng loa Nhật Mỹ, những JBL Pioneer, những dòng loa bass lớn, dòng Technics V8 thì được anh em chơi và kêu là đặc trị của những dòng loa ngang ngố nha các bạn. Và những dòng loa nào cần tiếng nặng về tiếng bass, các bạn khó khai thác tiếng bass thì bạn mua con Technics V8 này về ghép là rất hay nha các bạn. Cái giá mình bán rất tốt, chỉ là 6.800.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ. Còn bạn nào thanh toán code mình không bao ship, dành cho con Amly còn nguyên sinh nguyên bản và còn rất đẹp nha các bạn. Máy bán ra mình test tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.